thất cực kỳ mới luôn, nguồn to, bên trong sạch sẽ sáng bóng, nguồn rất to anh em. Nó chạy kín sò than, hàng trên hàng dưới. Đây là một hàng anh em nhá, bên dưới này. Đó. Nói chung là về độ zin anh em khỏi phải nghĩ nội thất luôn. Tủ to tủ bé rất nhiều. Nói chung là quay qua anh em nhìn qua lướt qua thấy nó sạch sẽ là ok yên tâm thôi. Chứ còn kể cả mình nhìn thì nó là cấu tạo của sản phẩm mình cũng không thể hiểu đâu, đó là việc của nhà sản xuất. Nói chung là tôi quay mục đích cũng chỉ anh em nhìn qua xem là độ mới, độ sạch sẽ, độ tinh tương của nó như thế nào thôi. Còn tôi quay từng rõ từng góc cạnh thì tôi cũng đố luôn anh em biết được nó như nào, kể cả tôi cũng chẳng biết nói luôn anh em. Mình chỉ có nhìn thấy sò, thấy nguồn, thấy tụ và các vị mạch sạch sẽ, thế là mình biết nó như thế nào thôi. Em bảo phân tích chỗ này chỗ kia thì tôi nói luôn là ở Việt Nam chưa có đủ trình độ, bởi vì những cái này nó thuộc cái công nghệ của nước ngoài. Mình chỉ có nhìn sạch sẽ xem cái sò, cái tụ nguồn nó ở đâu, nó như thế nào, thấy không? Nguồn rất to, sạch sẽ. 9213 Japan, 100V 230W lắp ráp tại Malaysia. Điều đương nhiên luôn, âm ly giải mã 7.1 AB cộng B, Sura Furabach, Center, CD, đường quang, 3 đường quang vào, 1 đường quang ra, 1 đỏ đây. Có FM tần số 90. Sò thì nó tầm khoảng 10-12 con, nói chung là cũng chẳng cần đếm, bởi vì nó là việc của sản phẩm. Hàng trên có sò, hàng dưới có sò. Lời hứa xưa đã phai, em ơi có hay thành phố không? Một con âm ly giải mã to khỏe đẹp. Sau này em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau lực và quang nha. Bát 30 nó gõ nhẹ nhàng luôn. Và đặc trưng cái hãng Yamaha này để nó được cái giải bát nó đánh rất êm, sâu và êm. FM 90. Bát chép ấn vào tôn con trò tăng giảm 20 cấp độ luôn. Nằm tại thành phố New York, tăng giảm chiều âm chiều dương. Đã trở thành điểm đến check-in của nhiều người. Có thể bạn không biết trong ngọn đuốc của nghe nhạc cái chế độ chuyên về system. Đây là xoay tín hiệu đường vào. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý. Ok, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.